Hello, chào mọi người. Nói chung thì nhạc đỏ thì ngày xưa mình cũng đã nghe, đã từng nghe thời đó năm năm tám mấy thì mình có đi làm ở cơ quan thì cũng nghe hoài đấy, nhưng mà có điều ngày xưa cái lối nhạc cái những cái bài nhạc đó họ không, không mình không không có thích lắm, là bởi vì thời đó mà mình gọi là hú với hét không á. Nhưng mà cũng một vài bài mình cảm thấy thích. Cũng là thích nhưng mà một vài bài mình không hiểu từ nó bởi vì mình nghe không có kịp. Tới cái thời kỳ mà hồi xưa mà nhớ tới cái thời kỳ năm 78, 79 mình còn đi bán chờ trời thì những cái đài của mình có loa phường đó. Chào tất cả mọi người nha, mọi người nghe rẻ không, có nghe rõ không? Cái thì có những cái bài mà cô gái vót trong rồi cô gái cô giáo tày gì á mà mình nghe mà thấy lạnh gáy, cũng như là các cô ấy hát một cái giọng ca gọi là nó cao chót vót. Từ hồi xưa giờ mình không có nghe, thời cũ thì hồi xưa thì mình nghe nhạc tình ca không à, nhạc êm đềm thôi. Với lại mình bolero làm chuẩn rồi, xong những cái bài van rồi xì lô rồi những cái tác phẩm kinh điển của những người những cái nhạc sĩ, ví dụ như Phạm Duy, Phạm Bình Cương rồi Đoàn Chuẩn, Từ Linh thôi, chứ mà ít khi nào mình nghe những cái nhạc tự nhiên mình nghe cái từ mình nghe mình chịu không nổi, thì từ từ nó cũng quen thôi. Mình đâu có khe cái chuyện đó, mình cũng không khe. Rồi hôm nay tính là chờ anh Phượng rồi thì mình nói một cái đề tài mấy bữa nay xôn xao, cái vụ mà gọi như là Israel với Palestine đang đánh với nhau ì xèo đó, thì nó có cái chuyện này đáng lẽ kệ mẹ nó, đánh thì đánh, nó ở bên Trung Đông nó không có líu tới Việt Nam thì mình không có bàn tới, nhưng mà mình chỉ bàn tới một cái vấn đề này nó rất vui vui mà nó hài hước, và có nghĩa là gì. Thế thì ở nước Mỹ từ hồi xưa tới bây giờ á thì được mệnh danh là một cái xứ sử tự do. Cái điều đó thì mình đó là nói cái miệng thôi, ai cũng hiểu cái điều đó rồi. Chào Diệp Ngọc Tuyền, chào tất cả mọi người một lần nữa nha. Mọi người cho tôi biết âm thanh có rõ ràng hay là không, có lớn tiếng hay là cái gì đó không, được rõ không? Thế thì nó như vậy, nãy giờ mình mới coi tin tức ở bên Mỹ thì mình mới thấy là ngay từ thời điểm này tất cả những cái người mà có tính cách gọi như là không ủng hộ Israel mà ủng hộ Palestine á, thế thì họ sẽ bị bịt miệng hoặc là tìm đủ mọi cách hoặc là bức hại, có nghĩa là thí dụ như là sinh viên thì chắc chắn là ra trường không có việc làm bởi vì mày có cái tư tưởng bài Do Thái, đại khái là vậy, rồi mày có cái tư tưởng binh vực Palestine đó, đại khái như vậy, có nghĩa là bây giờ thế thì mình mới đặt ra câu hỏi nè. Chào Phạm Phạm nha. Rồi rõ bố, cảm ơn, rồi cảm ơn. Thế thì mình đặt một câu hỏi rồi, thế thì từ xưa được mệnh danh là một cái xứ sở gọi là tự do ngôn luận, muốn phát biểu sao phát biểu, miễn là sao không tệ. Mình thấy mình buồn cười, mình tức cười quá, mình mới nói đó, cái tự do ngôn luận của nước Mỹ là như vậy đó. Có nghĩa là nó có tính cách là một chiều, và khi người tất cả các đài của nói chung là một cái đài coi như cái đài Việt Nam thì đài rẻ tiền quá, mình không bàn tới mấy cái bài người Việt, mình không bàn tới, mà kể cả những cái báo đài của Mỹ đó, chẳng hạn là CNN rồi MSNBC, rồi nói chung là những cái đài mà nổi tiếng của nước Mỹ cũng không dám luôn, cũng không dám, có nghĩa là họ không dám nói sự thật luôn. Nói một cách khác là họ phải có xui chèo mắt mái, phải ủng hộ thằng là Do Thái, không ủng hộ là thằng Mỹ nó bốc họng, đây thấy vậy là không được quyền nói sự thật. Nói vậy đó thì mình mới tức cười, và mình tính rủ anh Phượng lên live để mình mổ xẻ cái vấn đề đó chút xíu. Quan hệ song phương là chuyện bình thường, nhưng mà nó có những cái mình lố lăng ở đây, người ta không cho nói sự thật. Thì hầu như tất cả những người mà chống lại về cái chiến tranh á, mình ở đây mình không có nói mà đảng phái, không có nói con mẹ gì cả, mình không nói. Còn cái chuyện chúng nó quýnh nhau nguyên nhân sinh dân sâu xa mình cũng bỏ qua một bên luôn. Cái chuyện giờ thì chúng mày quýnh nhau chè mẹ mày, tụi mình chết cha mày ngu mà ráng mà chịu. Thế thì nhưng mà ở đây mình chỉ tội nghiệp ở cái chỗ như vậy, có nghĩa là tất cả ngay bây giờ là đàn bà với con nít á, nó chết quá nhiều đi. Bị pháo kích thì là bị rải thảm bom của thằng Israel nó qua Palestine, nó quất á. Thì thế thì bây giờ nó chết khủng khiếp rồi, tới 7.000 người rồi.
mà đa số là coi như là những người đàn bà phụ nữ trẻ em. Tôi có một clip mới up lên đó, gọi là một ông cái thằng đó là cái gì ta, nhà báo, mà nó bỏ luôn, nó bỏ luôn, nó ôm hai đứa trẻ, nó trời, mà đứa trẻ te te con nít không, cái đó mình mới thấy đau lòng. Và chính vì cái chỗ đó thành ra người ta mới lên án. Mà khi đã lên án Israel thì Mỹ nó bóp họng. À, ở đây là một cái sự việc mình cảm thấy là cái mình được cười cho cái vấn đề tự do ngôn luận của nước Mỹ. Thế thì ở trong đó nó có một cái ông người Việt đây, thì nãy thì mới nghe Bình Giang nói đâu à, nghe Bình Giang nói trước tên cái buổi đó đó, ông ấy cũng biết, ông biết bức bức tâm thư ổng mới điều đó nói, mới gửi cho chính quyền hai bên gì đó để mà ông nói là xin là đại khái là coi như ông lên án cái vấn đề mà Ham Israel mình đã thả bom vô trong người Việt đó. Thì thế thì ông ấy, ông lên ông tính lên ông thuyết trình một cái chuyện, một cái gì đó, ông này là đứa coi thứ coi. Đây. Khi mà họ đã bỏ ra cả ngàn tỷ Mỹ kim để mà đầu tư vào trong cái sáng kiến vành đai một con đường, ở đầu tư ở rất nhiều các cái dự án để cái sự trỗi dậy của đất nước Trung Quốc, thì cái việc đó có làm được hay không? Khi mà Trung Quốc họ vừa mới tổ chức một cái sự kiện. Mà nghe cái đoạn đó nhưng mà thôi không có cần phải nói nữa, mình chỉ nói đây, các bạn đã coi báo đài ở nước ngoài thì các bạn biết rồi, có nghĩa là ở đây thì mình coi kênh trực diện TV thì nó nói lên một cái ông người Việt, khi mà ông ấy đã viết một cái thỉnh nguyện thư gì đó để mà coi như là nói về vấn đề coi như Israel là thả bom mà chết dân thường với con nít nhiều quá. Thế thì ông ấy không được quyền ông lên phát biểu luôn, có nghĩa là ngay lúc đó thì ông ấy có hẹn giờ, ông có hẹn giờ hẹn là 9 giờ sáng, mà 3 giờ tới đó thì người ta đã hủy luôn cái cuộc ông thuyết trình luôn đó. Nói là như vậy, đó là người Việt Nam, đó là dân trí thức Việt Nam. Còn tất cả những cái người nào, kể cả sinh viên, học sinh hoặc là cái người quan chức mà ủng hộ thằng Palestine là bị đì hết. Sinh viên có thể là tư tưởng mà coi như bà Do Thái là ra ra trường không có việc làm, nó coi như là hành, nó coi như đâu đó vậy. Ủa ông Phượng đâu rồi ta? Mình thấy từ xưa giờ mình không có nói chuyện cái chuyện nước Mỹ, nhưng mà kỳ này mình nói chuyện là bởi vì nó thấy nó hài hước, có nghĩa là thấy cái bộ mặt của nước Mỹ mà nói về tự do nhân quyền thì mình thấy nó lột tả. Vô đi cha, vô chưa, Em chạy xe sao đi đâu vậy? đi về rồi, cần về về cần về nhà rồi. Ok thì vô đi, lên luôn, tôi mở Facebook đó nha. rồi Ok. rồi có cái ông bạn già này lâu lâu có gì cũng phải réo gọi ông cho nó vui. Tại bởi ông này ông ở Mỹ thì những cái tình hình bên đó thì ông, mình ở bên này thì coi như mình chưa biết, mình chưa nắm bắt thì mình phải hỏi ổng. Nhưng mà đọc báo hồi nãy mình tham khảo với ổng nó đúng rồi, ngay bây giờ bên nước Mỹ nó có cái tình trạng như vậy đó, có nghĩa từ hồi xưa giờ nó không, hồi xưa tới giờ là tức là mình nó cũng hiện diện nhưng mà mình không có cái không có chứng cứ. Thì ngay bây giờ đã có chứng cứ và chứng cứ rất là rõ ràng đó, cho nên vì đó mình lên live mình nói chuyện luôn. Chào Dân Ba Tư, chào Ly Nguyễn nha. Thì có anh Phượng, hai đứa nó tiếu táo thì nó vui, nói chung vậy. Ê, mình tại sao mình mời anh Phượng là bởi vì anh Phượng hiện giờ đang về bển rồi và đang ở trên phương, anh hiểu rõ tình hình nước Mỹ hơn. Còn mình về đây lâu quá rồi cho nên ra bữa nay thì nó có cái chuyện cũng vui vui. Chào Ly Nguyễn nha. Rồi.
Thế thì mình đi làm, mà mình đi làm chứng minh nhân dân nâng cấp mức độ 2. À, nó có cái trục trặc nhỏ chỗ này, mình ngồi mình chạy thấy bà luôn, trưa nay chạy thấy bà luôn. Tất nhiên là như vậy, là ngày xưa mình đăng ký cái số điện thoại chính chủ á, thì mình mới lấy cái hộ chiếu mình đi đăng ký, chứ mình không có lấy chứng minh nhân dân, tại lúc đó chứng minh nhân dân chưa có. Thế thì khi mình đăng ký cho sổ hộ chiếu, thì bữa nay mình đăng ký số số điện thoại chính chủ mà, thì bữa nay làm xong rồi xuống công an làm hoài không được, nó hỏi sao vậy, hồi xưa chú có đăng ký sao? À, thì nó mới nói, tao mới nói tao đăng ký chính chủ rồi mà, trời ơi, mày vô con nghĩ là cái nó quật vô, nó bấm bấm sao cái nó gọi ra, trời ơi, cái này chú phải lên cái tổng đài của cái thằng Vinaphone đó, chú xin đổi lại, ngày xưa tao đăng ký hộ chiếu thì bây giờ mày đổi lại cho tao, là cái tao có căn cước rồi, mày phải đổi tài là căn cước của tao để làm chi, để tao kích kích hoạt cái tài cái gì đó, kích hoạt cái gì đó, kích hoạt số định danh gì đó là cái vậy mới được. Ồ, tao trưa nắng chang chang, tao chạy xuống chợ Thủ Đức, tao đi vô số 16 cái gì Tô Ngọc Vân để mà tao điều chỉnh lại cái về đây tới mệt, trưa mệt muốn xỉu luôn. Nhưng mà xong rồi, coi như là điều chỉnh xong rồi. Điều chỉnh bằng chính chủ, bằng 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 cái gì, bằng cái thẻ căn cước rồi. Chờ 1 2 ngày nó sẽ gửi tin nhắn rồi bắt đầu mới kích hoạt cái số định danh trên trên phone để đại khái vậy, làm cho nó tốt rồi làm cho nó hoàn chỉnh luôn. Mà hồi xưa là chỉ 99% thôi, bây giờ tới 101 rồi, 101 hoàn chỉnh. Hồ à, chú gặp mày Mỹ tháng 11 sắp sửa tới rồi, còn còn mấy chục ngày nữa, thành ra gì có gì làm ta phải tranh thủ, ta phải làm cái gì đó. Ví dụ như có cái chuyện gì ta phải làm cho nó rốt ráo, có nghĩa là cho nó hoàn chỉnh trước khi về Mỹ, đại khái là vậy. Còn cái gì, nhưng mà nói chung ra cái kỳ về Mỹ, kỳ về Việt Nam kỳ này thì thu thu được thành quả rất là ấn tượng. Cái khó nhất là cái vấn đề khó giấy tờ đó, cái vấn đề giấy tờ đó. Làm được cái giấy chứng minh căn cứ công dân điện tử nè, rồi xong là nhập hộ khẩu trở lại nè, rồi đứng tên chủ quyền nhà, rồi đứng tên nhập hộ khẩu trở lại nè, ngay chỗ cái nhà mình mua luôn nè, đúng, mình coi như là bây giờ tao là chủ hộ luôn á nha mày, lớn lắm nha, làm chủ hộ luôn á, ghê lắm á. Rồi chào đại thắng, cho nên là giờ tao lớn chức lắm, chức tao lớn, cho nên ra tao phải ra làm cho nó tròn. Đúng rồi, bữa bữa ra ở Nghệ An thì đi với Phan Thanh Hải. Sẵn cái dịp mà về quê Bắc thì nó giới thiệu là về chỗ nhà nhà các quê bác thì đi tới Làng Sen đó, thì thực sự là mình phải cảm động, vinh dự, thật sự vinh dự. Bởi rất là hiếm hoi, là bởi vì thường thường với người trong nước, nhưng mà những người bà con trong nước, những người anh em chị em trong nước chưa chắc gì đã quê. Bởi thứ nhất là họ không có thời gian, thứ hai nữa là họ vì bề bộn công chuyện làm ăn. Chào Ba Đồng, thằng quỷ sứ mắc dịch, sao lúc này tao không thấy mày, mày lúc nào mày cũng mở rừng xanh hay vậy Ba Đồng Minh? Thế thì mình được vinh dự là mình đi ra tới được ngoài, tới chỗ mà thăm của chợ làng quê bác, thăm những cái căn nhà tranh của bác. Bây giờ nơi đó là nơi bảo tồn di tích lịch sử, thì thực sự là mình gây rất sự là ấn tượng. Mình cũng đi dân hoa, cũng thắp nhang. Cái điều thú vị nhất là mình đâu có biết, tại vì đâu có biết cái chỗ ở đâu, đâu có biết Nghệ An là chỗ nào đâu, khi này Hải nó dẫn đi, thành ra vô tình là Hải nó nói con nói cái này là bố biết, là hay bố sẽ đi thôi. Thì ra được cái ngôi mộ của tổng bí thư đầu tiên của Việt Nam mình đó, là rồi cũng thắp nhang dâng hương, cho nên thực sự là mình ấn tượng đó. Thì được đi 2 điểm mà thấy là coi như là chào Văn Chu Phan, đi được 2 điểm mà mình cảm thấy là mình rất là thích, bởi vì cái đó là trong cuộc đời mình gọi là mình ghi dấu ấn đó. Còn đi ra Lăng Bác thì năm 1900 năm một ngày lâu lắm rồi, mấy chục năm, mà năm năm 1983 thì tao đã vào Lăng Bác rồi, đứng cạnh của bác, rồi đứng cạnh ngay cái lồng kính đó, là đứng sát mà nó luôn, tao đi rồi. Nhưng mà bắt đầu từ đó giờ không đi lần nào nữa. Hôm trước đi về một lần nhưng mà đi sớm, tại vì đi tội quá, đi quá sớm cho nên ra lăng đâu cũng mở cửa, rồi từ đó mới có 4 giờ sáng à, tội nghiệp Long Thủy với lại thằng quỷ dẫn đi tới đó, nó kêu sớm quá đâu có vô được anh, đều mười là thế thôi, rồi không đi lần nào nữa. Đúng rồi, Lý Trần Phú, đúng là Trần Phú.
đi tao thành phố lên có video, quay video mà cũng phát lên rồi đó, mấy người coi rồi đó. Thế thì rất là xúc động, bởi vì nhưng mà phải công nhận là cái đường lên chỗ mà cái ngôi mộ của Tổng Bí thư Trần Phú thì rất là đẹp, rất là khang trang, sạch sẽ, rồi mình nói một cách rồi, một cái vị thế nơi đó mà đúng là sông nước hữu tình, trên nói chung là cái vị thế mình gần như là long mạch, nhưng mà đẹp ghê. Ông ở lưng chừng núi nhìn xuống ở trước là có bờ sông, mà ông ở rất đường đi lên rất là non hùng vĩ lắm, đẹp cực kỳ luôn. Nói chung thì bên dân Ba Tư phải hiểu cái điều này, tại vì mình ở bên nó quá lâu rồi, mình ở cái mùa tuyết nó cũng nhiều rồi, thành ra coi như tuyết gì không tuyết thì đối với mình cũng bình thường. Chỉ có những người mà coi như mới qua rồi, những người ta không chịu được lạnh rồi người ta mới sợ, còn chú thì bố không có sợ. Chỉ có điều qua bển thì mùa đông thì nó lạnh thôi, chứ thật sự không có sợ, tại bờ đó nó chịu mấy chục mùa rồi, đâu hay mới mùa mùa đâu. Bây giờ đi về tuyết là không tuyết gì, không có ngán nữa. Như lại phần nhà cửa bên đó cho ta thuê rồi, cho nên là mình không có làm, mình đỡ cực. Chứ ngày xưa còn còn ở nhà của mình thì mình chưa có cho mướn, cực lắm. Ở đó thì phải xúc tuyết nè, cắt cỏ nè, đu theo mưa, rất là cực. Cho nên ra mình không có ham. Nó hẳn như bây giờ thì đã cho người ta thuê rồi, cái người thuê đó họ tự động họ làm lấy. Ôi lâu quá chập Phua Đông Tùng. Đúng rồi, bây giờ tao về đó, về già rồi coi như bà. Cái đó nó cho có cái điều này là ở bồi xứ đó, đó thì những người nào mà đã bị xương khớp á là tiêu cho nó liền, không chịu nổi. Tức là những người đó là phải chạy miền ấm, không là chạy về Việt Nam thôi, chứ ngoài ra mà chắc kỳ này ta về ta chắc bị, tại lớn tuổi rồi. Hồi xưa còn đại khái là coi như còn chống được, nó cũng đau, nó ê ê vậy thôi, chứ còn thực chất. Nhưng mà những lúc gần đây thì mình bị cái vụ mà bị khô khớp á, mình cũng đi bác sĩ để chích ngừa rồi, chích rồi chích là, tức là bơm cái trong đầu gối bơm thẳng vô luôn. Bác sĩ Việt Nam rất là hay, cũng tốn hết 30 mấy triệu. Thế thì nhưng mà kỳ này cứ về bến coi làm sao. Đúng rồi, đau xương, những người nào mà bị thấp khớp hoặc là bị xương khớp á là chết luôn, là chịu không nổi đâu. Chào Phương Đông Tùng, Phương Đông Tùng hiện giờ đang ở đâu vậy? Đang ở ở quận mấy vậy? Ở đâu rồi? Ủa cái anh trai quỷ này sao lâu dữ người ta? Thế thì mấy bữa nay cũng bận bịu công chuyện rồi. Cũng ba cái giấy tờ nó hành á, cho nó cũng chạy tới chạy lưu chạy xuôi chạy ngược cho nên vì đó, nhưng mà được cái mình ráng chạy thì mình được thành công. Thế thì có mấy ông em rồi mấy ông bạn ở bên nước Mỹ về cứ điện thoại hỏi tới tấp, sao anh làm hay vậy, thì phải đi về lâu mới làm được. Chào Trần Thành Trung, về lâu mới được là phải chịu khó, phải vậy. Bởi vì những người cái lý lịch của mình á cũng không phải giống như người trong nước thẳng vậy, mình bỏ đi quá lâu cho nên vì đó người ta phải sưu tra rồi sưu lục rồi phải trích lục hồ sơ các cái đủ thứ. Chứ còn những người trong nước là rất là lẹ, những người kể cả vấn đề nhà đất cũng vậy nữa, như khi đã làm xong rồi thì ok không có gì cả. Chứ mình phải có cái sự kiên nhẫn là trên hết, nhẫn là như vậy khi ý mình muốn. Thế thôi, nói chung là kỳ này là về về kỳ Việt Nam kỳ này là thành công mỹ mãn. Mình nói thẳng là mình làm được nhiều cái điều mà mình mong ước. Thứ nhất là quan trọng nhất là vấn đề giấy tờ đó, giấy tờ nhà cửa hộ khẩu rồi vấn đề căn cước công dân đằng kia là mình làm hoàn chỉnh cả. Thành ra bây giờ là coi như là mình là người Việt Nam hoàn chỉnh, người Việt Nam 100% rồi. Bây giờ mai mốt đi qua Mỹ là tao nói tao đi du lịch nghe, tao không có đi nó tao đi không không có nói đi về nữa, mà tao nói tao đi du lịch đó. Tao đi du lịch. Ủa cái anh này sao lâu dữ người ta? Chắc chạy đi mua cà phê. Cái ông này ông ghiền cà phê dữ lắm. Một ngày ông uống cả chục ly á. Mà cà phê nhà ông không có chịu uống. Ông Phượng nhà ta này, ông phải chạy ra đầu đường á. Ông lấy xe ông chạy ra đầu đường. Ông mua cái chà cà phê 7&7 á, 77. Nó có cái tên vậy. Thì đương nhiên rồi. Cái đó là cái đương nhiên là chính vì cái chỗ những người mà ở nước ngoài đó họ mới người ta thẩm định mình như thế nào tới mới cấp. Anh có nguồn hồ sơ gốc ở Việt Nam thời xưa hay là không, hoặc là anh ở bên nước ngoài, anh trong thời gian ở nước ngoài anh làm gì, rồi anh có chống phá đất nước không,
tiểu sử lý lịch anh có sạch không, rồi anh có gây án hay là không, anh có tiền án tiền sự gì không. Nói chung là có phải phải có một cái chuyện mà ấy vậy thôi, cái chuyện điều tra cái này bằng hoàn chỉnh người ta mới cấp chứ khơi đâu có cấp chứ khùng khùng. Mấy thằng mà chống cộng chống đồ xong về làm một giấy tờ không được rồi bắt đầu chửi toán là mấy thằng đó cấp làm cái gì, đúng không? Lúc về cấp cho nó vậy nó phá hoại chứ làm cái gì. Thế thôi thì nó nói chung là vậy đó, cho nên ra mình phải chấp nhận điều đó mà mình phải trả giá, cái gì phải trả giá mình phải chờ đợi thôi. Kỳ này đi về lâu là chẳng qua là vì đâu mình có mục tiêu mục đích rõ ràng, về đây là phải làm những cái công việc mà mình phải làm mới được, thế thôi. Trời ơi đồ quá trời rồi, tới bây giờ tao cũng đâu có đóng thuế đâu được, tới bây giờ cũng không đóng thuế, không biết thuế ở Việt Nam là không biết thuế là cái gì cả. À, thậm chí của em tao bán tạp hóa này nó bán là coi như là đại lý cấp 1 á, à, gạo chắc lần mà cả 100 tấn á, rồi đủ thứ các loại mà cái đâu biết thế là cái gì đâu, không biết thế thì khổ vậy. Thì sẵn cái vụ đó mà nhắc ra tao mới nhớ là tao đi Quảng đi Nghệ An thì tất cả mình không phải đi Nghệ An đâu, hình như toàn 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 quốc á, nhà nước những cái hàng nông sản á, nông lâm á, nông á, thì hầu như là không có đánh thuế. Và nghe bắt các cụ nhà ta ngồi bàn tán trên bàn cà phê thì nói ngày xưa theo di chúc của Bác Hồ là cho không có bị miễn thuế cho người dân 50 năm lận, nhưng mà bây giờ nghe là gia hạn thêm 30 năm nữa đó, cho nên là sướng thấy mẹ luôn, người Việt Nam sướng thấy bà luôn đó. So sánh với là nó nhiều cái sướng lắm, nhưng mà cái đám mà coi như mà đầu óc bả đậu thì nó không có biết cái gì mẹ trên trời, nó ngồi là ba cái chuyện là muối với tiêu với lại ớt không à, cho nó không có biết cái chuyện gì lớn cả. Nó có khác hiện giờ nè, tất cả mọi người dân gì cả, tất cả mọi người nhớ là em út thì con cháu trong cái diễn đàn của bố đây, ai cũng biết rằng chiến tranh Ukraine và Liên Xô, ai cũng biết là chiến tranh Do Thái và Palestine, đúng không? Và tất cả sự biến động của thế giới hiện giờ đang có một cái sự gọi như là xáo trộn rồi về mặt xã hội, lạm phát các cái, đúng không? Đúng không? Nhưng mà nghĩ đi, các em các nghĩ đi chứ, hiện giờ đang ở mình ở Việt Nam mà cái đất nước Việt Nam bình yên vô cùng. Bình yên thật sự là bình yên, hạnh phúc thực sự là hạnh phúc. Người dân đều có nhà có cửa, đều ai cũng ấm no cả. Nghèo giàu thì không tính, nhưng mà tính ai cũng hạnh phúc. Đó ra không phải chạy bom rơi đạn lạc. Thấy cái cảnh mà Israel với lại Palestine nó quýnh, trời ơi mà thấy tội, toàn là đàn bà con nít, toàn người chết, mà chết không mấy ngàn người, chỉ có một đêm thôi mà nó quất một phát là mấy ngàn người chết, mình thấy kinh khủng, mà chết toàn là người dân không. Cái điều đó mình thấy ghê sợ. Ừ, cái đó mình muốn nói lên đã vậy thôi. Cái ông nội Mỹ nhà ta thì tôi nói cho anh nghe, thí dụ như anh cả đi ở trong cái xóm thì hai thằng muốn lộn nhau ì xèo đi, thì anh can ra hoặc không can ra thì anh làm sao cho hai bên nó dịu xuống, lắng xuống. Không, ông nội này chơi ác được, mới viện trợ cho thằng Israel là 1.000 tấn vũ khí, trời ơi mẹ bà nó. Cái đó tao xài nó còn lủng củng quá cho nên ra tao chưa có dám xài. Với lại biết sao nó cứ mình không có đồng ý là hình nó đẹp nè, hậu hậu cái gì đó, cái background nó ok nè, tiếng nói rồi, tao tao không biết, tao ghim lin rồi sao tao mời, sao tao chưa biết cái vụ đó, thật ra vì tao không để cái này tiện mà tao thích cái này, biết sao nó tiện, nhưng mà đồng ý nó cũng có nhiều cái khuyết điểm, nhưng mà nó tiện, bật cái máy lên xong mà làm liền được, ok. Còn cái kia là phải gõ vô check email rồi nó cho số rồi mà bỏ vô nó mới chạy được, bung tà la chứ bà. Cái nào tiện tao à, anh đánh nhanh rút gọn mà mình đâu có làm YouTube chi tiết gì đâu, cho nên là mình thì đúng rồi, thì cái chuyện ba đồng tao hiểu mà, cái chuyện mà chúng nó quýnh nhau kệ mẹ chúng nó đi, nhưng mà mình chỉ thương là thương bởi vì sao, kệ a cỡ như anh này, cỡ như là ông Phượng này, cỡ như là thử nhất là đã trải qua chiến tranh, đã từng ôm súng rồi, cho nên mình mới thấy là cái điều mình thương là mình thương những người dân với lại người đứa con nít đó. Trời, có nhiều đứa 2-3 tuổi mà nó dơ lên nó dồn mà thấy lạnh lùng luôn, nát bét không còn cái gì cả, chân cẳng rớt ra luôn, trời ơi mình thấy mình đứt ruột luôn. Có nghĩa là mình lên án là lên án cái đó thôi. Thế thì thực sự là mình rất là thương cảm cho những người dân của người Palestine,
Bởi vì ở đây là mình mới nói còn cái chuyện mà họ đánh manh nhau mấy trăm năm mấy ngàn năm mà kệ mẹ họ, mình không quan tâm gì đó. Nhưng mà có điều như vậy, trước đó là người dân cách đây cũng cả thế kỷ rồi, những người dân Palestine họ bị một cái người dân Do Thái bao vây lại trong cái dãy Gaza,